Xin chào các chị, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở buổi thứ hai của bài Tiếng khèn mùa ban nở. Trước khi vào bốn tổ hợp này thì chúng ta cùng nhau tập các bước trước, sau đó chúng ta vào bài cho nó nhanh và nó dễ. Trong các tổ hợp này thì nó có một số bước khó như sau. Thứ nhất là bước đá xoay. Bước thứ hai là bước đá gạt. Bước thứ ba là bước trượt lùi dừng mũi chân. Bây giờ ta đi vào bước đầu tiên, bước đá xoay 360 độ. Để đá xoay được thì chúng ta phải chấm ngang để tạo điểm tựa. Rồi ta xoay chân trụ sang ta đá. Có thể đá gót hoặc có thể đá mũi. Sau đó ta xoay chân trụ lại và ta hạ chân đậm xuống. Sang chân trái cũng vậy, chân trái ta cũng chấm ngang để tạo điểm tựa. Sau đó ta co này, xoay chân trụ, đá, xoay chân trụ lại, tạo. Đấy là bước đá xoay. Đấy là, và mình xoay một vòng, mình xoay hai vòng. Em ví dụ mình xoay hai vòng, chấm, xoay, chấm, xoay. Đấy là mình xoay hai vòng. Còn mình xoay một vòng thì mình chấm này, sau đó các chị co chân lên, co chân lên và ta xoay chân trụ, đá, hạ. Bây giờ em đứng cùng hướng. Để đá được bước đá xoay, ta tạo điểm chấm, sau đó ta co chân lên, xoay chân trụ, đá, xoay lại, hạ. Đó là đá xoay 360 độ. Còn nếu chị nào muốn xoay hai vòng, chấm, xoay, chấm, xoay, đấy là bước đá xoay. Bây giờ ta sang bước đá gạt. Em hướng dẫn bước đá gạt theo hai chiều là gạt đi và gạt lại. Nhưng trong bài này chúng ta chỉ có gạt một chiều thôi. Gạt chân như này, gạt lại. Gạt chân, khi mình gạt thì mình gạt bằng cái má bằng chân. Và mình gạt lại thì mình gạt bằng cái lưng bằng chân như này. Gạt, đi, đổi chân, gạt. Em đứng cùng hướng này. Ta co chân lên, gạt lại thì ta gạt bằng lưng bằng chân, gạt lại. Gạt đi ta gạt bằng má này, gạt lại ta gạt bằng lưng. Đảo chân, gạt. Gạt đi thì gạt bằng má, mà gạt lại thì gạt bằng lưng. Đấy là bước gạt. Bước tiếp theo là bước trượt lùi, dựng mũi. Bước này thì em đứng theo chiều này các chị nhìn dễ hơn. Bây giờ ta trượt chân phải xuống, thì ta dựng mũi chân trái lên, kéo chân phải về, biên độ một bàn chân, kéo chân phải về. Sau đó ta hạ. Nhưng mà khi mình làm đồng thời nhá. Ta hạ chân gót chân trái xuống. Rồi ta tạo nhịp đà, thu chân trái về một chút. Và ta dựng cái mũi chân phải lên. Để đảo chân, ta lại kéo chân trái về phía sau. Kéo chân trái về cách biên độ một bàn chân. Và ta hạ chân phải xuống. Sau đó ta tạo nhịp đà, rút chân phải về một chút. Và ta dựng, tiếp tục đảo chân, ta lại kéo chân phải về, kéo chân phải về, rồi hạ gót chân trái xuống, tạo nhịp đà rút chân trái về một chút, rồi dựng mũi lên, tiếp tục đảo chân, ta lại kéo chân trái xuống, rồi hạ chân phải, hạ gót chân phải. Bây giờ ta tạo nhịp đà rút chân phải về một chút và dựng mũi chân trái lên, dựng. Tiếp tục đảo chân, kéo chân phải, kéo chân phải xuống, hạ gót chân trái, tạo nhịp đà thông chân trái về, dựng mũi. Em quay mặt về các chị. Để trượt chân phải xuống trước thì ta dựng mũi chân trái lên, sau đó ta trượt chân phải xuống, trượt với biên độ bằng một bàn chân, rồi ta đồng thời ta hạ gót chân trái xuống. Bây giờ ta tạo nhịp đà cách thu một chút chân trái về, thu chân trái về và ta dựng mũi chân phải lên. Tiếp tục đảo chân, lại kéo chân trái xuống, kéo chân trái xuống, biên độ một bàn chân và hạ gót chân phải. Rồi ta tạo nhịp đà, kéo chân phải về một chút, kéo chân phải về một chút, dựng mũi. Tiếp tục đảo chân, ta kéo chân phải xuống, biên độ một bàn chân, ta hạ gót chân trái xuống, hạ gót chân trái và ta tạo nhịp đà thu chân trái về sau đó. Dựng mũi chân phải lên. Đấy là ba bước cần phải tập trong các tổ hợp này. Và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết các tổ hợp. Hôm trước ở tổ hợp thứ tư, chân của chúng ta đang ở vị trí như thế này. Bây giờ ta sang tổ hợp thứ năm.
5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em quay mặt về các chị này. Bắt đầu từ vòng 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta học đến đây. Hết tổ hợp từ 8. Và các chị nhảy theo đinh bài phía dưới giúp em. Chúc các chị tập tốt.